Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vũ Thư, huyện Kiến Sương, thăm tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công, thăm tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quỳnh Phụ, thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sắc tại huyện Vũ Thư. Đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Bình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thương bệnh binh, những người đã hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, lưu ý cán bộ, công nhân viên trung tâm xem người có công đang được chăm sóc tại đây như người thân trong gia đình, qua đó tiếp tục chăm sóc chu đáo, tận tình hơn để các cụ đón Tết trong không khí vui vẻ, ấm áp. Tại huyện Vũ Thư và huyện Kiến Sương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng quà Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo các huyện trong việc chăm lo Tết cho bà con nhân dân theo tinh thần chung, không ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm mọi người dân đều có Tết. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục quan tâm dành nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tới tặng quà, chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ, Chợ Tết Công đoàn 2024 được Công đoàn tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, trao tặng quà hỗ trợ, chia sẻ cùng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình, các cấp công đoàn tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua trên các lĩnh vực sản xuất. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới chúc Tết, động viên người lao động tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng. Đây là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kinh doanh, sản xuất giỏi nhiều năm qua. Mong muốn đơn vị tiếp tục giữ vững sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giúp họ cải thiện cuộc sống,